Chào mừng các bé đến với kênh Cổ Tích Cho Con. Ngày hôm nay, mẹ Tiên sẽ kể cho các bé nghe chuyện cổ tích Nàng Tiên Cá. Ngày xửa ngày xưa, tận dưới đáy đại dương mênh mông xanh thẳm, nơi đó có một lâu đài nguy nga trắng lệ, nơi mà vua Thủy Tề và các cô con gái xinh đẹp của ông sinh sống. Vua Thủy Tề với trí óc thông thái, bộ râu dài và trắng một màu như cước. Ông sống trong lâu đài nguy nga đó và một mình trị vì biển khơi. Vua Thủy Tề có một cô con gái út rất xinh đẹp tên là Andrew. Nàng cực kỳ xinh đẹp, giọng hát của nàng trong trẻo mát xanh tựa như những dòng nước sâu dưới biển khơi. Vua Thủy Tề nói với con gái mình, Andrew yêu dấu, con có một chất giọng thật tuyệt vời. Mỗi khi con cất lên tiếng hát, tất cả những loài vật dưới đáy biển khơi đều tụ tập từng đàn rất đông nghe con hát. Cả những con trai bình thường, chúng chỉ ẩn nấp dưới lớp vỏ cứng, cũng mở miệng ra tán thưởng để lộ ra những viên ngọc quý, và đàn sứa cũng dừng trôi để nghe tiếng hát trong trẻo của con. Nàng Tiên Cá vẫn hay ngồi ngắm những làn ánh sáng chiếu xuống từ mặt trời, rọi xuyên qua những làn nước sâu mờ mờ ảo ảo. Nàng Tiên Cá Andrew nói với những người chị của mình rằng, em ước một ngày nào đó có thể lên trên kia ngắm nhìn bầu trời. Em thấy lũ cá nói với nhau rằng trên đó rất đẹp, trên đó có con người và cả những bông hoa rất đẹp với đầy đủ màu sắc. Những người chị nói với cô em út, rồi điều ước của em sẽ thành hiện thực mà. Em cứ chờ cho tới khi em tròn 15 tuổi. Lúc đó, cha sẽ cho phép em được bơi lên mặt nước giống như là các chị vậy. Vâng, em sẽ cố gắng chờ đến ngày đó, Andrew đáp. Hằng ngày, các nàng tiên cá chỉ được bơi lên trên mặt nước vào ban đêm. Khi những người chị trở về, Andrew hỏi các chị. Trên đó, các chị thấy những gì vậy? Kể cho em nghe. Nàng nghe các chị mình kể những gì họ đã nhìn thấy để thỏa mãn trí tò mò của một cô gái đang trong tuổi mới lớn. Trong lúc các chị lên trên mặt nước chơi đùa, thì Andrew phải ở lại chơi với các bạn cá ngựa và cá heo. Năm tháng trôi đi, cuối cùng thì ngày sinh nhật lần thứ 15 của nàng Andrew cũng đã tới. Trước ngày hôm đó, Andrew rất hồi hộp. Em không ngủ được các chị ạ. Đến sáng ngày mai là em đã bước sang tuổi 15 rồi. Thế là em có thể lên trên mặt nước vui đùa cùng các chị. Buổi sáng hôm ấy, vua Thủy Tề gọi cô con gái út và nói, cha chúc mừng sinh nhật con gái út của cha. Đến giờ con đã tròn 15 tuổi và con có thể cùng các chị gái của mình lên mặt nước để hít thở và ngắm nhìn bầu trời rồi. Nhưng con hãy nhớ điều cha dặn, thế giới chúng ta là ở dưới biển, trên đó không phải là thế giới của chúng ta. Con có thể lên trên đó để ngắm nhìn mặt biển và bầu trời. Chúng ta không thuộc về thế giới của loài người, nên con hãy nhớ tránh xa họ ra, họ chỉ đem lại cho chúng ta xui xẻo mà thôi. Andrew nói, con sẽ nhớ lời cha dặn dò, con cảm ơn cha. Ngay lập tức, với sự háo hức của mình, nàng bơi ngay lên mặt nước. Trên đường nàng đi, các bạn cá heo, cá ngựa vẫn hay vui đùa cùng nàng, chúc nàng đi chuyến đi đầu tiên lên mặt nước vui vẻ. Andrew nôn nóng đáp, mình đi đây, chúng mình gặp lại nhau sau nhé. Khi nàng lên tới mặt nước, bầu trời đã bắt đầu tối sẩm. Trên trời, những ngôi sao dần dần hiện rõ và lấp lánh. Andrew vui sướng kêu lên, đẹp quá, lần đầu tiên mình được trông thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Phía trước là cái gì vậy? Một con thuyền. Thêm một điều nữa làm cho nàng tiên cá Andrew cảm thấy ngạc nhiên và thú vị. Con tàu đang tiến chậm chậm tới tảng đá mà Andrew ngồi. Đoàn thủy thủ thả neo để cho con thuyền đỗ tại một nơi sóng yên biển lặng. Andrew cảm thấy rất thích thú khi nhìn những thủy thủ trên con tàu làm việc. Họ thắp lên những ngọn đuốc, nàng còn nghe rất rõ họ nói chuyện với nhau. Đến lúc chúng ta nghỉ ngơi, ăn bữa cơm tối rồi. Nào các bạn ơi, mau lên bờ thôi. Andrew nghĩ mình muốn tới nói chuyện với họ quá, nhưng mình không có đôi chân như họ. Mình có cái đuôi dài và không bao giờ giống họ được. Nàng tiên cá còn nghe thấy thêm nhiều giọng nói vang lên.
Một lát sau, những chùm ánh sáng với đủ màu sắc rực rỡ xuất hiện trên bầu trời của những luồng pháo hoa nổ giữa bầu trời đêm. Xin chúc mừng sinh nhật hoàng tử, vị thuyền trưởng của chúng ta. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của người. Chúc hoàng tử luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn của ta, hoàng tử đáp. Andrew tự hỏi, sinh nhật của ai vậy nhỉ? Nàng thấy ở trên boong tàu xuất hiện một chàng trai vẻ ngoài cực kỳ khôi ngô và tuấn tú. Mọi người đang vui vẻ chúc mừng sinh nhật chàng trai. Andrew ngắm nhìn chàng trai say đắm, nàng thốt lên, ôi hoàng tử mới đẹp làm sao. Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra, đột nhiên hoàng tử sẩy chân ngã khỏi boong tàu, chàng ngã rơi xuống dưới biển. Andrew vội vàng bơi nhanh ra cứu chàng, nàng vừa bơi vừa đẩy hoàng tử lên phía bờ biển. Hoàng tử nằm trên bãi cát, đôi mắt hoàng tử vẫn nhắm nghiền. Andrew luống cuống, giờ ta phải làm thế nào đây? Nàng ngồi bên cạnh chàng hoàng tử suốt cả đêm, khi mặt trời bắt đầu ló lên khỏi mặt đất, cũng là lúc nàng tiên cá phải trở về với biển khơi. Hoàng tử dần dần tỉnh dậy, khi ánh nắng đầu tiên của mặt trời rọi xuống, chàng tự hỏi, cô gái xinh đẹp hôm qua đã cứu mình đâu? Nàng thật xinh đẹp, giọng nói nàng thật tuyệt vời. Giờ mình phải trở về cung điện đã, chắc mọi người đang rất lo lắng cho mình. Hoàng tử rời bãi biển để quay về cung điện. Ngày hôm sau, hoàng tử lên con tàu và gửi lời cảm ơn tới người con gái đã cứu sống chàng mà chàng chưa hề biết tên. Chàng nói to, xin cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã cứu ta, người con gái vô cùng xinh đẹp. Khi trở về thủy cung, các chị gái nàng hỏi sao nàng lại ở trên bờ lâu thế. Nàng tiên cá Andrew định kể lại câu chuyện của mình cho các chị nghe, nhưng nàng ngập ngừng rồi không nói. Nàng bật khóc và trở về phòng. Một người chị của nàng vào phòng hỏi, Andrew, em đã trở về được 3 ngày rồi. Em đã gặp chuyện gì trên đó mà từ lúc về em không chịu ăn uống gì cả? Andrew nói với chị à, em muốn được kết hôn với hoàng tử. Người chị ngạc nhiên nói, sao lại thế được em? Chúng ta và con người hoàn toàn khác nhau. Chúng ta là tiên cá, không thể kết hôn cùng với con người được. Em hãy từ bỏ ý nghĩ ngốc nghếch đó đi, có thể mụ phù thủy sẽ có cách giúp em. Nàng liền bơi tới chỗ mụ phù thủy. Ta đang gặp ai đây? Ôi công chúa Andrew, điều gì mang công chúa tới gặp ta vậy? Andrew nói, tôi muốn được trở thành con người. Mụ phù thủy hỏi, vậy là công chúa muốn bỏ đi cái đuôi và muốn có 2 chân như con người phải không? Andrew trả lời ngắn gọn, đúng vậy. Điều này không hề dễ dàng đâu, công chúa sẽ cực kỳ đau đớn. Vì khi đó ta phải dùng một thanh kiếm sắc cắt đi cái đuôi của người. Và mỗi khi công chúa đặt chân lên mặt đất thì công chúa sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Andrew nói, không sao hết, miễn là tôi có thể được đặt chân lên mặt đất để gặp lại hoàng tử thêm một lần nữa. Mụ phù thủy ra điều kiện, thế công chúa sẽ trả công cho ta ra sao? Nếu như ta giúp công chúa sẽ phải trao cho ta giọng hát hay nhất biển khơi này của người. Và như thế thì người sẽ không bao giờ nói được nữa. Và công chúa hãy nhớ một điều rằng, nếu như vị hoàng tử mà công chúa yêu lại đem lòng kết hôn với một người con gái khác, thì công chúa sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại làm thiên cá được nữa. Công chúa sẽ bị tan biến như bọt biển. Andrew đáp, được, ta đồng ý. Mụ phù thủy lấy ra một chiếc vỏ sò và thu lại giọng hát trong trẻo của nàng. Mụ đưa nàng một liều thuốc thần. Nàng thiên cá Andrew mang liều thuốc thần đó bơi lên trên mặt nước. Khi lên tới bờ, nàng đã uống thuốc thần và ngã ra ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, nàng thấy khuôn mặt thân yêu của chàng hoàng tử đang mỉm cười với nàng. Xin chào cô gái, nàng đừng sợ, ta thấy nàng nằm bất tỉnh nơi đây, giờ nàng thấy trong người sao rồi? Andrew định cất tiếng trả lời hoàng tử, nhưng giờ nàng đã bị mất đi giọng nói. Nàng đừng sợ, đã có ta ở đây rồi. Nhà nàng ở đâu, nàng từ đâu tới? Andrew vì mất giọng nói nên vẫn im lặng. Hoàng tử nói, ta xin lỗi. Thôi, giờ nàng hãy theo ta về lâu đài để ta có thể tiện chăm sóc. Những ngày sau, cuộc sống của nàng thiên cá Andrew như bước sang trang mới.
Tuy nhiên, một phù thủy đã cảnh báo nàng rằng mỗi bước chân của nàng sẽ rất đau đớn như kim đâm. Nàng tiên cá vẫn cố chịu đựng và không hề kêu than. Hoàng tử rủ nàng đi dạo trên bờ biển. Andrew và hoàng tử dạo bước thì bỗng nhiên hoàng tử đứng lại và tìm kiếm xung quanh. Hoàng tử nói, nàng có nghe thấy giọng hát đó không? Giọng hát này là của một cô gái du dương bên tai ta khi ta được cô gái đó cứu sống từ biển khơi. Andrew rất ngạc nhiên, hoàng tử quay lại và thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt mình. Đó chính là cô gái mà do mụ phù thủy biến thành. Sau khi lấy được giọng hát ngọt ngào của Andrew, mụ đã lấy tên là Vanessa. Tiếng hát ngọt ngào đó mụ giấu trong một chiếc vỏ sò và đeo trên cổ. Hoàng tử nói, thật là một giọng hát tuyệt vời, ta yêu giọng hát ấy. Mụ phù thủy nói, em xin cảm ơn hoàng tử cũng rất là điển trai. Hoàng tử nói tiếp, nàng hãy theo ta về cung điện. Mụ phù thủy đáp, vâng, vậy em xin nghe theo lời chàng. Thế là cả ba người cùng trở về lâu đài. Ngày qua ngày, mụ phù thủy dùng vẻ đẹp bên ngoài do dùng phép và giọng hát lấy được từ Andrew quyến rũ hoàng tử. Cuối cùng, hoàng tử cũng quyết định kết hôn cùng Vanessa. Hoàng tử hỏi nàng thiên cá Andrew, ta muốn kết hôn cùng với Vanessa, nàng thấy thế nào? Khi nghe hoàng tử nói vậy, trái tim của Andrew đã hoàn toàn tan vỡ. Nước mắt nàng cứ trào ra, nhưng nàng vẫn gật đầu với hoàng tử. Thôi, anh phải đi để chuẩn bị cho lễ cưới thôi. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tối mai, ngay trên tại bong tàu. Andrew buồn lắm, nhưng nàng cũng không biết phải làm gì cả. Sang ngày hôm sau, tất cả mọi người lên trên tàu và khởi hành ra ngoài biển khơi. Vanessa đã ăn mặc rất lộng lẫy. Hoàng tử hỏi, Vanessa, nàng đã xong chưa? Ra đây cho ta ngắm nàng một chút nào. Vâng, em ra ngay đây, chàng đợi em một chút. Bỗng nhiên hoàng tử thấy Vanessa gào lên, không, không thể nào. Hoàng tử hỏi, có chuyện gì mà nàng hốt hoảng vậy, Vanessa? Thì ra, chiếc vỏ sò mà Vanessa đeo trên cổ đã rơi xuống đất và vỡ tan tành. Nhờ thế mà giọng hát của nàng thiên cá Andrew được giải thoát trở về với cô. Andrew nói, hoàng tử, Vanessa là phù thủy đấy. Hoàng tử ngạc nhiên nói, ta không hiểu chuyện gì nữa, chuyện gì đang diễn ra. Sao nàng lại có giọng nói cả Vanessa? Andrew kể lại toàn bộ câu chuyện của nàng với hoàng tử. Hoàng tử nghe xong mới ngỡ ra. Vậy, nàng chính là người đã cứu ta. Vậy là ta đã suýt chút nữa cưới nhầm Vanessa. Nàng đã cứu ta thêm một lần nữa. Andrew, nàng mới là người con gái mà ta đang tìm kiếm. Hãy lấy ta nhé, Andrew. Vâng, em đồng ý. Ngay khi Andrew nói dứt lời, thì mụ phù thủy kéo Andrew lôi nàng xuống dưới biển. Ngay khi chạm mặt nước, Andrew đã trở lại hình dạng tiên cá như trước. Vua thủy tề linh cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, liền lập tức đi cứu Andrew. Thấy cha mình xuất hiện, Andrew kêu cứu, cha ơi, cứu con. Vua thủy tề ra lệnh, ngươi hãy thả con gái ta ra ngay. Mụ phù thủy nói, ngươi không cứu được con gái ngươi đâu, giờ nó là nô lệ của ta. Vua thủy tề chĩa mũi đinh ba vào mụ phù thủy, phóng ra một tia sét. Sức mạnh của nó làm cho mụ phù thủy phải rời tay khỏi Andrew. Mụ bị thương và chìm xuống dưới đáy biển. Andrew được giải thoát. Con đừng lo, mụ ta sẽ không bao giờ sống lại để làm hại con nữa. Cha ơi, nhưng con muốn. Cha biết, con muốn được kết hôn với hoàng tử. Vâng, thưa cha. Được, giờ ta sẽ biến con trở thành con người mãi mãi. Và từ nay, con sẽ không thể làm một nàng tiên cá được nữa. Con có chịu không? Con đồng ý, thưa cha. Vua thủy tề biến Andrew thành con người. Trên thuyền, hoàng tử đã tận mắt trông thấy những điều xảy ra. Chàng dùng dây kéo nàng lên bong thuyền. Andrew nói, kia là cha em, còn kia là các chị gái của em. Hoàng tử giơ tay vẫy chào họ. Vua thủy tề ban phúc, chúc hai con trăm năm hạnh phúc, hãy nhớ yêu thương nhau đến trọn đời. Hoàng tử và Andrew cảm ơn cha. Sau đó họ tổ chức một đám cưới linh đình và mọi người chúc họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện đến đây là hết rồi.
Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh Cổ Tích Cho Con để nghe những câu chuyện mới nhé.